xin chào các bác nha. Vitamin mưa đây, cây cối lên khủng khiếp. Cây năm điền làng của tôi nhìn mưa gió lá dài thụt, nhưng mà mưa nhiều quá, mấy hôm nay mưa nhiều quá đâm lại cũng không cần thiết, lúc mong mưa chả được, lúc thì mưa nhiều quá. Cây này để mấy hôm nữa nó định hình cái dăm nó to nó đổi màu thì em lọc mà để lại một số cái mầm thở để kéo để cho nó biến cái thân này đi thôi. Nó một cây làng rất là hay, cao khoảng độ gần 30 phân thôi. Bệ vãi rất là tốt nhưng bây giờ chả nhìn thấy gì đâu. Thì mưa gió này cây cối nó um tùm lắm. Có cái cây này là chưa khoe các bác này. Cây này thì lấy lâu lâu chưa khoe các bác. Cây có khi là giá trị nhất vườn nhưng mà lại chưa khoe bao giờ. Đấy, trong Thanh Hóa đấy. Cây điền trực cao độ hoàn thiện chắc độ 40 phân. Đấy, trực kiểu như trực búp măng ấy các bác. Thứ nhất là cây này là nó giá trị ở chỗ là về dáng dấp này, chân bệ về độ tuổi. Đấy, nó giá trị. Tất nhiên nó còn phôi thôi. Đấy, và một cái điền này rất tốt và làm cũng không lâu. Cái này sẹo bò cũng tốt rồi. Đấy, một cái điền trực rất hay. Đấy, các bạn nhìn này, cây này mà bây giờ mua thì căng tiền lắm các bạn, không đơn giản. Đấy, bên này được cái chốt bên này ổn rồi, bên này đang nuôi thêm. Đấy, nhiều mầm thở sau ấy, cái bên này sẽ to rồi, bên này kia thì phải cắt đi tục nuôi bên này. Đấy các bạn. Đấy thì cây rất là hay, dáng búp măng luôn. Một cây rất hay và giá trị nha các bác nhé. Và nó là cốt chậu đấy, nhưng hôm lấy về thì em mới đục sơ một chút thôi. Đấy thì mới đây thôi thì rễ nó đã phun ra như thế này rồi. Cái mùa này nó là vậy các bạn, khỏe sẽ tràn chậu luôn ấy. Cứ đục đâu phun đấy. Và một cái cây rất là hay đấy các bác. Đấy, để một cây điền rất giá trị. Cây quê kia thì đang bung lụa rồi. Cái chốt ở làm ngọn trên kia kìa. Chốt làm ngọn trên này đang to lên rồi. Và nó sẽ ăn ra đến nửa này là thành công, coi như là xong cây. Tất nhiên để hoàn thiện đẹp thì còn lâu nữa, nhưng mà cứ to lại kín được đến đây là xong cây. Đó. Cái sung này thì vật mầm vật lộc rồi. Có bác, rất nhiều bác phản đối em đục cái cây này, không phải đục mà làm lại cái cây này. Thì mỗi người một ý thôi các bác, nó cũng vô cùng lắm. Nhưng mà các bác ấy muốn đại loại là thấy em phá đi những cái tay này thì bác ấy tiếc. Nhưng mà cái phong cách chơi của em nó khác. Và cái thứ hai là cái chốt nó không đúng vị trí mong muốn thì em bỏ đi. Chắc chỉ lấy được một tay thôi, một tay này hoặc là một tay này thôi. Nếu mà lấy mà mặt này mặt chính thì nuôi tay này, nếu mặt này mặt chính thì nuôi tay này, bỏ tay này. Đấy, thì cơ bản là như vậy. Và cái ngọn kia trước nó bị cao hơn so với cái thân dáng của nó nên em phải hạ thấp xuống mà nuôi. Nó là một cây trực đại thụ. Đấy, chứ không phải là cứ để lêu nghêu như lần ngoằn như trước thì các bác tiếc, cắt đi thì tiếc thật chứ, nhưng mà không đúng ý mình thì cắt đi chứ ai muốn phá đâu, đúng không? Chẳng ai muốn phá cái cây đi cả khi mà nó đang đẹp. Chỉ khi là mình muốn làm theo ý của mình thôi. Đấy các bác, bệ bãi của nó thì ổn ạ. Chân tứ diện đều là ok. Thì sùng cũng khá hay và hiếm luôn. Sùng khá là hiếm. Đấy, đế tiếp. Tứ diện đều có đế. Đấy. Thì hôm nào ụp tùm tôi sẽ khoe tiếp. Bây giờ thì chỉ có sơ bộ mấy cây ở đây thôi, chứ còn tôi chuyển hết, sẽ chuyển về quê nhiều. Điền này,
một cái cây giống cái bộ ấm chén, mà cái cây tôi gọi là quả bóng đó, cái hình quả bóng đó. Thì nó đây đấy, các bác nhìn tốt ưm như này, cứ nuôi những cái mầm thở này sau nó biến đi cây thì các bác chỉ mà một vài tháng nó đã khác thì chưa nói một năm nữa. Tất nhiên nó vẫn nhận ra cái là cái cây đấy, nhưng mà các bác sẽ thấy nó biến đi đổi thì rất là đẹp. Đấy, rất là những cái đồ cắt giật, nhất là những cái đồ cắt giật các bác nhé. Đấy các bác nhìn nhá, một cây rất giá trị đấy nhé, không đơn giản đâu. Nhìn cái lồm nhồm này nhé, hôm nào tôi lọc đi các bác nhìn thôi rồi đấy, không phải là cây sung này các bác nhìn mỡ màng không, nó chưa có sâu bởi vì là nó còn đang mưa triền miên, bây giờ mà nắng lên phát này có sâu ngay các bác nhìn. Giờ hiện tại không có con sâu nào, các bác nhìn cái lá nó cũng như bôi mỡ đấy, um tùm. Tí nữa tôi sẽ lấy một vài cây ra, cây sung này có thể lọc rồi, và cái cây xanh que kia. Đấy, xanh que kia lọc được rồi. Cái sung này đây, cái ngọn mà cắt đi để là lấy ngọn là một cây thì nó đây sống rồi, sắp thành một cây làng ok rồi. Đấy, cái gì nào, đây này, cái rễ nó trắng trắng này đấy. Nhiều lúc nó rất là dễ nha, nhiều lúc, nhưng nhiều lúc xanh nó chết đột ngột là do mốc thân, mốc đầu rễ là nó cũng chết như thường. Đấy, còn cây này đây, cái cục rất hay đây, cục này rất hay. Đấy, cục này thì đã phun mầm khắp nơi rồi, sau nhiều lần bị sên, bị đại loại là bị sên nó cắn mầm thì bây giờ nó đã bung rồi. À, chỗ này bò sẹo này, xùi này. Đấy, cây rất hay, lùn tịt 10 cm. Một vài cây đây, cái cây cái mà tôi cắt cái ngọn đi để sống vừa nãy quay đây, cái thân mẹ nó đây, thân của nó đây. Đấy, quay một số phôi của tôi các bác nhé, cứ lung tung lắm mà. Đây, hôm này thì rất nhiều người thích, điền rất hay. Hôm đục xong thì các bác nhìn thấy nó không ưng đâu, nhưng mà bây giờ nó sạch sẽ, cái vết thì nó khô rồi, nó bắt đầu bo sẹo rồi. Các bác nhìn mặt kia thì không thích nữa. Đây các bác, hôm nào tôi sẽ nhấc vào tôi làm sau. Các bác nhìn đây, nhìn qua khe cửa đây, vô cùng là hay, bể bãi rất là bền. Đấy, mặt kia đẹp hơn, nhưng mà mặt kia là ngoài ướt thì không ra. Đây, cái quê này tí nữa mình lấy ra làm, mình lấy ra lọc cây này, quê cũng rất là hay, mini rất hay nhé. Đấy, đây này, chẳng có đun chậu gì đẹp cả các bạn, cứ để cái này thôi, sau đẹp thì hoàn thiện tôi sẽ tống hết về quê. Quê nó có không gian này. Đây, cây cục làng này hôm tôi phẫu tôi cắt luôn một cái tay này rồi, nó mới đòn đánh rồi nó chồi mầm được. Tí tôi về ra đấy quay cái mặt sau cho bác xem. Đây, cây xì, phun dễ ăn, phun lộc ăn, các bạn để bãi này thích không, như đại thụ quê. Chờ tôi ra ngoài cho bác nhé. Oxy này thì mới đục lại, tí nữa lấy con này vào là được rồi, tỉa được rồi. Con này thì không cần phải nuôi mầm thở tiếp gì nữa, cho nên là cứ phát cắt được rồi. Đó, cái này thì được cắt liên tục vì cái bóng biết nó có rồi, bông chỉ có cắt cho nó mịn thôi. Đấy, ung tùm lắm. Mai có phiên chợ đấy các bác, không biết có ra được không, chắc là mai không ra thì mai bận lắm. Đây, cây hôm tôi làm thì nó còn để lại cái tay này, nó còn ra được đây cơ. Tôi dầm cái tay đi xuống đây rồi, sống đây rồi. Dùng rau chả dùng thôi đấy. Nó đã phun lọc rồi, phun lọc vào đây. Đó, một cái cục này khá là hay đấy, các bác nhìn sẽ nhận ra. Đây, cái ông cắt lấy ngọn đây, nhìn cũng rất là hay. Đây, mặt sau bên này này. Thì
sẽ làm cái này, hoặc là làm cây này, cây này, cây sung, cây xanh này. Đấy, rất nhiều cây để làm chuẩn bị, bởi vì là làm cùng một lứa, và đến cái mùa này thì nó cùng nảy lộc một lúc ấy, sau ấy sẽ cùng một lứa để được làm một lúc luôn. Chứ lâu lâu tôi không làm cây nào vì là vì thế, bởi vì là đang chờ. Đấy, thì có cây này là làm rồi này, và mấy cây đằng kia nữa để lăn lóc khắp nơi các bác. Đấy, sơ bộ là khoe khoe bác một số cái cây phôi thôi, còn rất nhiều nữa nhưng mà các bác đã từng thấy, nhưng mà rất nhiều nữa nhưng một số thì ra đi rồi, hoặc một số thì quảng quê rồi các bác ạ. Đấy, xanh này, tốt, ung cỏ rác ý dọn thể các bác nhé. Rồi bây giờ sẽ đi vào cái video mà làm cây các bác nhé.